Cậu chưa xin nghỉ để tự ý nghỉ làm là vì chuyện này sao? Phải đó ông chủ, chuyện này quá cổ quái, cả đời tôi chưa từng gặp chuyện như vậy bao giờ. Mau nói, cậu muốn tăng lương bao nhiêu? Ông chủ, có thể là tôi viết không rõ, tôi sẽ kể lại chi tiết cho anh nghe, có được không? Một tháng trước, đây là khách của tôi lúc trước mà, anh ta làm sao mà chết? Cậu biết nếu cậu kể xong mà tôi không vừa ý thì sẽ ra sao không? Có khi bây giờ cậu nhận sai thì cùng lắm là bị trừ ít lương mà thôi. Đừng mà ông chủ, tôi sẽ không lùi bước trong chuyện tiền lương đâu. Anh nghe tôi nói, nói trước nha, cọc trước 50%, nếu không xử lý được cũng không hoàn tiền. Anh làm sao đi? Sao móng tay của anh lại nở qua? Tôi bị như vậy từ khoảng 4 tháng trước. Qua một trên móng tay, một từng bông một. Có nguyên nhân cụ thể không? Đi khám chưa? Anh không biết sao? Các anh kêu tôi làm gì cũng được, chỉ cần cứu tôi là được. Được không? Cứu tôi đi. Nè, vậy thì anh cũng phải nói rõ ràng chứ. Các anh cứu tôi đi có được không? Cứu tôi chứ. Không kịp rồi, không kịp nữa rồi, không kịp rồi. Anh à, bình tĩnh đi. Không kịp rồi, không kịp nữa rồi, không kịp rồi, không còn kịp nữa. Anh hãy cứu tôi đi, cứu tôi chứ. Anh bình tĩnh đã, cứu tôi đi có được không? Cứu tôi chứ. Anh bình tĩnh đi, tôi xin anh đó. Anh bình tĩnh đã. Đây là lời nguyện. Đây là lời nguyện đó. Cái thứ đó quá đáng sợ, quá đáng sợ rồi. Cái gì vậy chứ? Nè anh, mở cửa ra. Mở cửa ra đi. Anh ở trong đó không giải quyết được vấn đề đâu. Mở cửa ra. Mở cửa ra. Nè, có nghe thấy không? Thank you.
Thuật kể trang của Hoa Gia đỉnh thiệt đó. Cái sẹo dài như vậy cũng nhìn không ra luôn. Chào. Nè cô coi lâu như vậy rồi, rốt cuộc là có mua hay không? Không mua. Tôi thấy nó lệch trường, nên giúp anh bày lại thôi. Tôi tìm người. Có phải là chỗ các anh có người tên là Bạch Xà hay không? Cô hỏi giám đốc Bạch sao? Cô đợi đó, tôi kêu giúp cho cô. Khẩu vị nặng thiệt đó. Anh Bạch, có người tìm anh. Ai đó? Không quên. Nếu tới mua đồ cổ thì cậu tiếp là được rồi. Anh là một cô gái rất là xinh đẹp đó. Vậy sao? Vậy thì để tôi. Lâu rồi không gặp. Chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Nhân dịp nào và khách sạn nào vậy? Chúng ta đều là người lớn rồi. Cô đừng nói là cô mang thai. Cho nên tới đây tìm bố của đứa bé nha. Vô dụng thiệt. Vô dụng thiệt. Bác Hữu Tân, hôm nay chúng ta đấu một trận, xem ai mới là đệ nhất cửu môn. Vô dụng thiệt. Bác Hữu Tân, hồi nhỏ muốn làm người đứng đầu cửu môn cơ mà, sao bây giờ mới văn phòng thám tử rồi? Thì bởi vì tôi ngọc tốt mài lâu mà. Vậy cô thì sao? Tôi làm trúc thoa ở quốc gia. Vậy cô tới Ngô gia chúng tôi làm cái gì chứ? Đừng nói là tới ôn chuyện cũ với tôi nha. Nghĩ nhiều quá rồi. Ngoài cửa tôi để cái vali nặng quá không cầm vào được, có thể giúp tôi không? Này chối. Tới liền. Đây là khách của tôi lúc trước mà. Anh ta làm sao mà chết? Cái này thì tôi chịu. Tôi nghe nói người cuối cùng anh ta gặp là anh. Cơ thể của anh ta có vấn đề, tới nhờ tôi giúp. Tôi nhiên phát điên, tôi tự nhốt mình trong nhà tắm. Khi tôi vào được thì người đã biến mất rồi. Vậy sao? Cô nghi ngờ tôi. Anh ta là người của quốc gia các cô, Đại Triều Phùng. Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng có dây vào đàn bà của nhà họ Quốc. Cậu cứ không chịu nghe. Bây giờ dính dạ vào người rồi. Chỗ của tôi camera khắp nơi, cô tra kỹ cho tôi. Về chuyện này không liên quan tới tôi đâu. Sẽ tin như vậy, đúng là không có gì khuất tất hết. Nếu đã không tra ra được gì, thì cô định làm gì để tôi bớt giận đi? Coi tâm trạng sao đã.
Mở cửa. Mở cửa ra. Nè, tôi đếm 321, cậu xông lên nha. 321, lên. Vào đi. Anh, tối rồi lấy đâu ra ngựa chứ? Bây giờ chứng minh được tôi trong sạch rồi phải không? Có chứng minh được gì đâu. Đây là lời nguyền. Cái thứ đó quá đáng sợ. Quá đáng sợ rồi. Thứ đó là thứ gì? Quá đáng sợ. Tôi không biết. Anh ta không nói rõ. Quá hữu tâm. Bản copy này cho cô. Cầm đi. Phiền cô về nói với gia chủ của cô. Ân oán giữa các ông chủ bọn họ. Đừng có liên lụy tới đám tiểu bối chúng tôi. Đi thông thả không tiễn nha. Ai nói là tôi sẽ đi? Cái này gọi là đạo đãi khách của Ngô gia các anh sao? Dù gì thì quốc gia chúng tôi và Ngô gia của anh ân duyên sâu đậm. Video thì cô cũng coi rồi. Bản copy thì cô cũng lấy rồi. Cô còn tính làm gì nữa? Vẫn còn nghi ngờ tôi sao? Đúng là tôi đã xem qua video, nhưng mà vẫn chưa hết nghi ngờ anh được. Vì anh không thể giải thích được tại sao sau khi rời khỏi nhà anh thì anh ấy lại chết. Còn nữa, quần áo của tôi ướt hết rồi, không đi được đâu. Ướt chỗ nào? Bây giờ ướt rồi đó. Quần áo của cô ở bên ngoài cô mặc. Cái gì vậy? Cô cho tôi ăn cái gì? Một thứ khiến anh không thể rời xa tôi. Cô định đi sao? Yên tâm đi, tôi sẽ còn quay lại nữa. Vào lúc anh cần tôi. Bác cần gì sao? Chào. Xin hỏi chuỗi hạt này có phải là ở chỗ của anh bán không? Đúng là Ngô Sơn Cư từng bán. Nhưng mà chuỗi hạt này của bác rõ ràng đã bị động tay động chân. Sợi dây này là dây bát giác với Ngô Sơn Cư mới có. Rõ ràng bị người ta cắt ngắn. Tức là đã có người lấy bớt hạt châu trên chuỗi này rồi. Hàng của Ngô Sơn Cư bán ra rồi bảo hành cả đời. Có người định giở trò với cái luật này sao? Theo tôi thấy,
Tôi không có ý đó. Vậy thì bác có ý gì? Tôi chỉ là muốn hỏi chỗ của các anh còn bán cái này không thôi. Chỗ này không phải tôi bán. Bác muốn biết nguồn gốc thì tôi cũng... Anh à, chị ăn cơm thôi. Ôi trời ơi, anh Bạch, tối qua anh ngâm nước cả đêm luôn sao? Một ngón tay trong thực quản. Dù này thú vị đó. Từ sau khi nuốt cái thứ cô nhét cho tôi liền thành ra như vậy. Rốt cuộc chuyện này là sao? Anh thực sự không biết chuyện gì sao? Quốc Hữu Tâm, mặc dù tôi thích cô, nhưng cô không thể chơi tôi như là một con chó. Tôi nói cho cô biết, tôi không dễ chơi như vậy đâu. Được, vậy thì tôi nói thật cho anh nghe. Anh ta chỉ là một người làm ở quốc gia chúng tôi. Anh ta bị phái tới Ngô gia của anh để lấy một tài liệu. Các cô còn phái người tới Ngô Sơn Cư trộm đồ sao? Trong lúc trộm tài liệu, anh ta vào nhầm mật thất của Ngô Sơn Cư các anh. Sau khi ra thì thành ra như vậy. Móng tay thì mọc khắp người. Tôi thấy cũng thú vị đó. Ông chủ Ngô các anh năng lực mạnh, cơ quan lợi hại như vậy, tôi cũng muốn mở mang. Cô đang nói nhảm gì vậy? Ngô Sơn Cư chúng tôi vốn không có mật thất. Tôi khuyên anh tốt nhất nên gọi điện cho ông chủ của anh đi. Nếu không, kết cục của anh cũng sẽ giống như là anh ta. Alo. Alo, ông chủ. Sao vậy? Ngô Sơn Cư của chúng ta có mật thất nào mà bên trong có cơ quan cho ông thiết kế? Nếu có người gặp trúng cơ quan đó thì sẽ mọc móng tay khắp người không? Bạch Xà, não của cậu bị hư rồi sao? Tôi kêu cậu trông tiệm cho tử tế, cậu nói nhảm gì vậy? Suốt ngày toàn làm mấy trò dở hơi gì đâu không biết. Cơ quan cái gì, mật thất cái gì, mau về làm việc ngay cho tôi. Quốc Hữu Tâm,
Ông đây chỉ thích cô có một chút, mà suýt nữa bị cô làm cho tiêu đời rồi. Không thể nào. Chắc chắn là có mật thất. Nếu như ông chủ của anh không biết, thì tức là mật thất đó là mật thất cổ. Có khi là đã có trước khi ông ấy tới. Tôi sắp chết tới nơi rồi mà cô còn ở đó nghĩ tới mật thất sao? Tôi nói cho cô biết, chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Nếu cô không giải quyết cho tôi, có tin tôi bóp chết cô không? Anh đã trúng chiêu rồi. So với chuyện bóp chết tôi, chi bằng chúng ta cùng nhau tìm mật thất đi được không? Như vậy thì mới có cơ hội sống mới. Không phải sao? Đừng soi nữa. Anh ra tay cũng tàn ác đó. Hồi nhỏ, anh thích tôi kia mà. Không sai. Nhưng thích cô và loại bỏ cô không hề xung đột. Yên tâm đi. Anh nhất định sẽ chết trước tôi đó. Đi tìm một thứ. Nếu người làm chỗ các cô thực sự từng vào Ngô Sơn Cư, thì dù chúng ta không phát hiện, camera nhất định cũng sẽ quay lại được thôi. Anh ta vào khi nào? Quốc gia chỉ giao nhiệm vụ, không quy định phải hành động khi nào, hay là phải làm sao. Tôi chỉ biết anh ta phát bệnh vào khoảng 4 tháng trước. Nhiều vậy sao? Làm sao mà tìm? Đành tìm từng cái thôi. Đã tìm hết rồi, không phát hiện ra được gì hết. Tôi nói cô rồi mà, Ngô Sơn Cư làm gì có mật thất. Không thể nào. Nhất định là anh ta đã vào đó xong rồi mới phát bệnh. Rốt cuộc thì mật thất ở đâu? Chuyện gì vậy? Sao tôi lại ở đây? Cô không cần phải căng đâu. Xem ra cô cũng phát bệnh rồi. Từ từ rồi sẽ quên. Ra ngoài.
Ra ngoài. Một móng tay trong miệng, răng nhọn miệng sắc, hợp với cô đó. Sao lại phải nhổ ra? Tôi không có thời gian giỡn với anh đâu nha. Chúng ta phải nhanh lên. Tôi không muốn bị một móng tay trong nội tạng đâu. Nếu chúng ta không tìm được cách giải quyết thì làm sao? Cô tính làm gì? Anh sẽ chết không? Người trong cửa môn, sống hay chết cũng vẫn phải sợ thôi. Chết như vậy thì ngu ngốc quá. Đặc biệt là chết chung với anh đó. Quốc Hữu Tâm, cô có thể đừng có hạ khắc như vậy không? Tôi thích cô từ nhỏ, nhưng mà cô chưa từng thích tôi lấy một lần. Anh đâu phải tôi, anh không biết tôi đã trải qua những gì. Anh ta đâu rồi? Tiền gì? Làm sao đi? Anh làm gì? Quan tài này từng bị mở ra rồi. Chắc chính là người làm của quốc gia các cô. Chắc chắn có thứ gì đó trong quan tài khiến cho anh ta mắc bệnh đó. Bình thường đồ trong mật thất như vậy không được tùy tiện động vào.
Đừng động vào. Giờ đây là manh mối duy nhất của chúng ta. Có thể thuốc giải nằm ở đây đó. Anh không muốn sống sao? Trên này có chữ. Người cổ đại thường viết sự tích trong cuộc sống vào trong quan tài của mình. Anh còn biết chữ nữa sao? Quan tài này được phát hiện ở hang động ở núi Bất Quy. Thi thể trong quan tài là hoàng đế của một quốc gia cổ đại. Vì nước mình bị nước bên cạnh chiếm nước, nên sau khi diệt quốc đã chạy nạn tới đây. Hoàng đế suốt ngày u uất buồn khổ, vô cùng nhớ cuộc sống trong cung. Khi còn tại triều, ông ta có một sở thích là phong thưởng cho người khác. Cho nên ông ta bắt đầu phong chức thưởng đất cho mọi người trong thôn. Phong hết cho mọi người thì phong cho sông, cho nhà. Dần dần, mọi người ở đó đều gọi ông ta là hoàng đế điên. Hoàng đế điên trước khi hoàn toàn điên đã hạ một thánh chỉ. Ông ta phong cho ngọn núi phía sau mình là núi Bất Quy, gọi là Bất Quy Sơn, và ban đất trong thôn cho ngọn núi đó. Cuối cùng, ông ta tới bên miệng vực, ném thánh chỉ xuống vực, sau đó nhảy xuống luôn, tự kích liễu. Đột nhiên có một ngày, trong Bất Quy Sơn có một đội quân đi ra. Họ khiêng một cái quan tài. Người trong đội quân này nói họ là sơn thần ở núi Bất Quy, nhận được thánh chỉ của hoàng đế nên nhận đất phong, giúp thôn xây dựng cuộc sống mới. Trong quan tài mà họ mang tới là thi thể của hoàng đế điên kia. Họ đổi châu báu mình mang đến với thôn dân, xây một từ đường mới trong thôn, và sau đó thờ cúng hoàng đế điên ở trong đó. Cuối cùng thì ở lại thôn quản lý khu vực này. Đội ngũ này rất công bằng liêm chính, thôn nhờ có họ mà ngày càng phát triển hơn. Nhưng những người đi từ núi ra này rất kỳ lạ. Tuổi thọ của họ rất ngắn, trên người thường xuyên xuất hiện đủ loại vết thương. Có lời đồn rằng trên người họ mọc đầy chảy, đều là yêu quái. Vì họ không kết hôn với người ngoại tộc nên nhân số rất ít. Cho nên sau khi nhiệm kỳ kết thúc, họ mang quan tài của hoàng đế và trở về trong núi, không bao giờ xuất hiện nữa. Không viết cách chữa sao? Phần sau viết bằng mật thư. Tôi không hiểu. Phải là ông chủ mới hiểu được. Cô nói coi chúng ta sẽ không biến thành như vậy chứ? Tôi mà biến thành như vậy sẽ kéo anh chết chung. Được rồi, lúc sống không thể bên nhau, lúc chết còn có thể làm đôi vợ chồng quỷ. Quốc Hữu Tâm, tôi nói cho cô biết, cô mau thả tôi ra, mau đi, cô nghe thấy không? Nếu không tôi sẽ giận thật đó. Anh ra tay cũng tàn ác thiệt đó. Hồi nhỏ rõ ràng anh thích tôi kia mà. Không sai, nhưng thích cô và loại bỏ cô không hề xung đột, thấy cũng bình thường thôi. Anh cũng bị nghiêm trọng rồi sao? Không sao đâu. Xếp đồ đi,
chuẩn bị xuất phát. Tôi đã xem bút ký của ông nội tôi, tìm ra được phần ghi chép tương ứng. Mấy chục năm trước, ông nội của tôi Ngô Lão Cẩu từng nghe nói về truyền thuyết này, cảm thấy rất giống chuyện nhập liệm Hoàng Lăng đại hình, nên dẫn người vào trong núi tìm được quan tài này ở trong núi. Nhưng mà sau khi mở quan tài ra, liên tục có người chết. Khi chết có móng tay mọc khắp người, đau khổ vô cùng. Người làm chỗ cô bị mất mạng, từ khi bắt đầu phát bệnh tới khi chết là bao lâu? 4 tháng rưỡi. Vậy thì cũng còn ổn, tôi còn sống được hơn 3 tháng. Đúng lúc tôi còn có thời gian để tham gia tang lễ của anh. Ông nội muốn quả táng thi thể, cuối cùng làm cho các động vật họ chim xung quanh đều ngửi thấy mùi khói, bắt đầu bị biến dị khó hiểu. Ông nội chỉ đành mang thi thể về cất giữ trong Ngô Sơn Cư. Nếu hai người muốn giữ mạng thì nên tới nơi bắt đầu chuyện này đi, vào trong hang động. Theo kinh nghiệm của tôi, ở đó nhất định sẽ có đáp án. Cô sẽ không bao giờ nói rõ lòng mình với tôi, có đúng không? Anh cần biết lòng tôi làm gì chứ. Anh lo cho cái thân của anh đi. Tôi sắp chết rồi đó. Tôi chỉ muốn biết rõ rốt cuộc cô nghĩ gì trước khi chết mà thôi. Anh vốn không hề biết rốt cuộc tôi đã trải qua những gì. Đuổi theo tôi đi, đuổi theo tôi. Đuổi không kịp, chờ tôi với. Mẹ, con sai rồi. Luyện công không nghiêm túc thì phải bị nhốt lại đó. Đi. Cô, là tại cháu. Tất cả là lỗi của cháu. Tại cháu chọc bạn thôi. Tránh ra. Mẹ, con sai rồi. Mẹ, thả con ra đi, con sai rồi. Mẹ, mẹ mau thả con ra đi. Thả con ra đi mà. Mẹ, mẹ thả con ra đi. Thả con ra đi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Tôi nghĩ là tôi hiểu. Sao chỗ này mà cũng có người tới? Sao đi dừng xe ở đây? Thật là ngại quá. Chúng tôi tới đây để du lịch. Có thể cho chúng tôi cốc nước ấm không? Được thôi, được thôi. Chúng tôi đã nấu cơm. Qua đây ăn chung đi. Đúng lúc chúng tôi đang đun nước sôi. Các anh cũng tới đây du lịch sao? Chúng tôi là học sinh, đi cùng với giáo sư tới khảo sát. Kêu tôi là Tiểu Dương là được rồi. Có khách sao? Giáo sư Diệp. Họ tới đây du lịch đó, tới chỗ chúng ta uống ly nước ấm. Quang Nghiêm, mời ngồi. Để tôi cho. Cho lửa cháy lớn một chút, được rồi. Nhưng chỗ này có cảnh đẹp gì đâu, sao lại tới chỗ Quang Du như vậy để du lịch? Bạn gái của tôi đó muốn tới đây, tôi cũng đành chịu thôi. Ai là bạn gái của anh? Giáo sư. Vậy còn bác tới đây làm gì? Có chuyện gì sao? Tôi đưa học sinh của tôi tới đây khảo sát. Người trẻ tuổi, tôi khuyên cậu tới chỗ cách đây 4-5 cây số. Ở đó có núi, có sông, còn có cả chùa nữa. Cậu xem chỗ này có cái gì đâu. Hai người xưng hô sao đây? Tôi họ Quách, gọi cô ấy là Tiểu Quách, còn tôi họ Ngô. Làm gì thần bí vậy? Người trẻ tuổi bây giờ chỉ biết nói dối thôi.
Tôi đi vệ sinh một chút. Tiểu Dương, ở đâu? Chỗ quan du như vậy, anh cứ tìm đại một chỗ đi. Được. Tôi cũng đi vệ sinh. Chờ tôi với. Chuyện gì vậy? Được rồi đó, ăn thôi. Tôi nói cô nghe, đám người này có vấn đề. Đúng là có vấn đề. Chỗ quan du như vậy họ tìm cái gì mới được? Quan trọng là rốt cuộc họ là ai? Cô nghĩ coi, sao người quốc gia các cô đột nhiên lại tới Ngô gia chúng tôi? Còn nữa, sao người làm chỗ cô đột nhiên tìm ra mật thất? Mật thất đó chúng ta đều không biết, tại sao người làm của nhà cô lại tìm ra được? Ý của anh muốn nói, ý của tôi muốn nói là nếu họ có thể tìm được tới đây, tức là giáo sư kia đã gặp người đó rồi. Người làm đó sao? Phải đó. Anh đang tìm gì vậy? Đẹp lắm phải không? Đây là ngọc trai sao? Cái này là sơn châu, là thứ chỉ xuất hiện ở đây vào 1000 năm trước. Đáng tiếc, tới cuối đời nhà Thanh thì đã biến mất, đến giờ vẫn chưa thể khai thác được. Giá trị thị trường của loại bảo thạch này bây giờ rất đắt đó. Chúng tôi tới đây là để tìm ra mỏ. Khu vực cậu đang thấy đây chính là khu mỏ lúc trước. Cái này giống y như hạt ngọc chúng ta thấy trong mật thất. Cái này nhìn quen chứ. Cho hỏi chuỗi hạt này có phải chỗ anh bán không? Bác chính là... Phải. Tôi từng tới tiệm của các cậu. Chuỗi hạt này cộng với hạt sơn châu đó mới là chuỗi hạt hoàn chỉnh. Tôi cũng phải tra rất lâu mới biết hạt châu này gọi là sơn châu, được mài từ linh thạch trong núi này ra. Tôi còn tra ra rất nhiều truyền thuyết, biết được ở đây có một ngọn núi, núi này có thể sinh ra loại sơn châu này. Chỉ là tôi vẫn còn chưa biết hang động đó nằm ở đâu. Vậy thì mong bác sớm tìm ra được nha. Sau đó có một chuyên gia lâu năm nói với tôi, ông ấy rất thân với ông chủ đầu tiên của tiệm đồ cổ này. Thật sự rất thân. Mà ông chủ đó từng cho ông ấy xem một bộ hài cốt rất kỳ lạ. Bộ hài cốt đó có thể sinh ra loại sơn châu này một cách rất tự nhiên. Thần kỳ lắm phải không? Tôi cũng thấy rất thần kỳ. Mà hài cốt đó bây giờ đang bị giấu bên dưới tiệm đồ cổ đó. Vì vậy mà tôi đã bỏ tiền ra thuê một thần trộm vào tiệm đồ cổ. Hai người đoán coi. Vậy mà tôi lại biết được hang núi đó ở ngay trong núi Bất Quy. Chỉ là bây giờ tôi vẫn chưa biết vị trí cụ thể của nó ở đâu thôi. Tôi biết. Cậu biết. Bác qua đây, tôi nói cho bác nghe. Chạy. Đi mau. Giáo sư Diệp, nhanh lên, cầm trang bị theo. Dạ, mau đuổi theo. Đứng lại đó, mau đuổi theo. Đừng có chạy, đừng để chúng chạy thoát. Đứng lại đó. Đừng có chạy. Đừng có chạy, ở đằng kia. Chạy mau. Nhanh lên, mau đuổi theo. Đứng lại đó. Nhanh. Mau đuổi theo đi, đừng chạy nữa. Giáo sư Diệp không sao chứ? Nhanh lên. Mặc kệ thầy, đuổi theo đi. Dạ. Đứng lại đó.
Nhanh lên, mau đứng lại, đừng có chạy. Nhanh lên, đứng lại đó. Chạy hết nổi rồi. Giáo sư, hình như bọn họ chạy về phía trước. Đợi tôi làm gì chứ? Mau đuổi theo. Dạ, đi. Mau đuổi theo, nhanh lên. Chờ đã, anh làm gì vậy? Họ sắp đuổi kịp rồi. Mau đi thôi. Khoan đã, chỗ này có vấn đề. Cô coi, họ đuổi tới nơi rồi. Nhanh lên, chờ một chút. Anh làm cái gì vậy? Đây là cái hang đó sao? Để tôi coi đã. Phải rồi, ở đây. Tốt quá rồi. Cầm lấy. Vào đi. Được. Nhanh. Anh có chết trong hang có thuốc giải không? Tôi không biết. Ngô Tà kêu tôi tới đây. Thiên Lạc, quay lại đi. Ở đây có cái hang. Giáo sư, ở đây có cái hang. Ở phía trước sao? Phải đó. Nhìn lên, chúng ta đi về phía trước. Tìm được rồi, chính là nó. Tìm được rồi, là chỗ này. Nhanh lên, đi, nhanh lên. Đi vào đi. Giáo sư, đi. Nhanh. Nhìn lên. Chuyện gì vậy chứ? Cô coi. Chính là chỗ này. Nhanh, chúng ta mau đi thôi. Nhanh lên. Cẩn thận. Giáo sư, để em soi cho thầy. Giáo sư, mau qua đây xem. Chúng ta tìm được rồi. Nhiều sơn châu như vậy, chúng ta phát tài rồi. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Đào, đào hết xuống. Tôi phải đem về nghiên cứu. Đá này đừng động vào. Anh nhìn tảng đá này đi. Có giống người đang câu quắp không? Không lẽ đây chính là sơn châu mà sơn thần mang ra ngoài, được ghi lại trên quan tài không? Giáo sư, ở nơi rừng quan du như vậy, sao trên đá lại có hạt châu? Liệu đây có phải là khoáng sản gì đó mới hay không? Không lẽ đây là bảo bối của sơn thần? Rất có khả năng. Kệ đi, kệ hết đi. Đào hết ra. Đào đi. Họ tới rồi, đi mau.
Giáo sư không sao chứ? Không sao. Nhanh, mấy thứ rơi xuống đất, nhặt lên hết đi. Dạ. Khả năng của Ngũ gia đã khiêng quan tài ra từ đây. Thực sự không ngờ. Tôi vẫn luôn tưởng bạn nhân chỉ là truyền thuyết. Bạn nhân? Phải. Những người này sống trong giỏ trai, nhờ vào việc sản xuất sơn châu để trao đổi vật phẩm với người Hán. Số sơn châu này là mài từ những thứ mộc thêm ra. Cho nên một khi có người tiếp xúc với họ, hoặc là nuốt sơn châu, thì cơ thể sẽ gặp phải tình trạng tương tự. Cô không sao chứ? Vậy cái này đều là thi thể của bạn nhân. Thi thể chúng ta gặp trong Ngô Sinh Cư cũng là bạn nhân. Chúng ta bị nhiễm trùng, sợ là như vậy. Lần này tôi bị cô hại thảm quá rồi. Tôi cũng có mong anh cứu tôi đâu. Nếu anh sợ thì mau biến đi cho tôi. Cô không sao chứ? Có thứ gì đó cắn tôi. Cô nghe tôi nói, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Tôi không thể biến thành như vậy được. Ông chủ của anh nói vào đây rồi sẽ tìm ra thuốc giải mà. Cô nghe tôi nói, ông chủ kêu chúng ta tới đây nhất định là có nguyên nhân, nhất định manh mối chữa bệnh nằm ở đây. Anh tự nhìn đi, ở đây ngoài đá ra làm gì còn manh mối nào chứ. Chúng ta ra ngoài cũng chết, vào trong này cũng chết. Vậy anh nói cho tôi biết tôi nên làm sao đây. Mau nhìn tượng đá này đi. Nhiều vậy sao? Nhiều quá. Giáo sư, giáo sư, mau qua đây, bên này còn nhiều hạt châu hơn nữa nè. Đi, đi vào trong xem đi. Phải đó, nhanh lên nhanh lên, nhặt đi. Mình đi thôi. Không sao chứ? Không sao. Đi, đi mau. Giáo sư, giáo sư, tốt quá rồi, tốt quá rồi. Hình dạng của những tảng đá này kỳ lạ quá. Có chuyện gì vậy? Đây là đá tự nhiên sao? Sẽ không có gì nguy hiểm chứ? Đừng nói nhiều vậy nữa. Tôi gần như đã tiêu cạn gia tài, cũng chỉ để tìm mấy thứ này thôi đó. Bên trong còn đúng không? Giáo sư, bên trong còn rất nhiều hạt châu. Đi, thầy đi với em. Giáo sư vào trong xem đi. Coi chừng đó. Giáo sư đi chậm thôi. Giáo sư chậm thôi. Nhanh lên. Giáo sư, lấy xẻng ra cho tôi. Bên này còn nhiều hơn nè. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Khắp tường đều có. Phải đó, đào đi. Đào hết ra. Dạ, dạ. Xẻng, đưa xẻng đi. Giáo sư, giáo sư, thầy qua đây xem thử đi. Giáo sư, thầy xem đi. Phải rồi, nó đó. Giáo sư sao vậy? Giáo sư, mau giúp một tay đi. Nào, sao vậy giáo sư? Có chuyện gì vậy? Giáo sư, trên gậy của thầy có vết tấm. Nào, đào nó ra. Đào đi.
Nhanh lên, đào đi. Khỏi rừng, đào đi. Nhanh, đào, đào đi. Nhanh nhanh, có cái gì đó. Mạnh lên, mạnh hơn nữa. Bạch Xà, anh... Hữu Tâm, cô quá yếu rồi. Qua đi, qua đi, nhanh. Đừng nói nữa. Giáo sư, ở đây có một bộ hài cốt. Hài cốt? Để tôi coi. Sơn Châu, là Sơn Châu. Tất cả đều là Sơn Châu. Nhanh, đào ra cho tôi. Hữu Tâm, cô không sao chứ? Kéo ra đi. Mau kéo ra, mạnh lên. Tất cả đều là hạt châu. Nhanh lên, nhanh lên. Nhét vào đi. Nào, nhanh lên. Đi, nhanh lên nữa. Phát tài rồi, phát tài rồi. Nhanh lên. Báu vật của tôi, báu vật của tôi. Của tôi, của tôi. Tất cả là của tôi. Là của tôi hết. Nhanh lên. Nhanh. Đi mau. Hữu Tâm, Hữu Tâm, Hữu Tâm à. Nếu con cháu của Ngô gia thấy tấm bia này, nhất định đã phát hiện ra bạn nhân ở bên dưới Ngô Sơn Cư, hoặc bị nó ảnh hưởng, cách chữa bệnh nằm trong nước suối dưới tấm bia này. Hữu Tâm, chúng ta được cứu rồi. Hữu Tâm, chúng ta được cứu rồi. Hữu Tâm, chúng ta được cứu rồi. Hữu Tâm à, Hữu Tâm, chúng ta được cứu được. Hữu Tâm, Bạch Xà, Bạch Xà, Bạch Xà. Anh làm tôi sợ muốn chết. Sao lại như vậy?
chúng ta khỏi rồi. Chúng ta khỏi rồi. Bạch Sa, đừng qua đây. Ở yên đó, đừng cử động. Đừng động vào cô ấy, đừng qua đây. Bạch Sa, đừng qua đây. Tôi xin ông, đừng làm hại cô ấy. Mau lùi lại, được, được. Mau lùi lại, tôi lùi mà, lùi mà. Tôi lùi. Lùi lại, được, được. Sao lại khỏi được? Sao lại khỏi? Sao lại khỏi được vậy? Ở trong nước suối. Trong nước suối đó. Ở yên đó. Lùi lại. Lùi lại. Lùi lại đi. Tôi kêu cậu lùi lại có nghe không? Giáo sư. Giáo sư. Trả cho tôi. Của tôi. Đưa đây. Là của tôi. Đưa cho tôi. Đưa cho tôi. Đưa tôi. Đưa đây. Đưa đây. Đưa cho tôi. Có chuyện gì vậy? Nhưng mà tôi có nuốt chỗ sân châu đó đâu. Những hài cốt đó nhất định là chúng ta đã hít phải trò cốt của đám bạn nhân đó. Giáo sư chết rồi. Cái gì? Sao lại có chuyện đó? Sao thạch đài của nước suối có thể chữa bệnh này? Nhưng mà giáo sư ông ấy đã... Nước suối có thể chữa bệnh. Được cứu rồi, được cứu rồi. Nước suối có thể chữa bệnh. Được cứu rồi, chúng ta mau đi đi. Được cứu rồi. Nè, chờ tôi với. Chờ tôi với. Nước suối. Nước suối của tôi, mau tránh ra, là của tôi. Được cứu rồi, nước đâu? Được cứu rồi. Nhưng mà nước đâu? Hết rồi. Hết rồi. Sao cậu nói là có nước kia mà? Chúng ta chết chắc rồi. Là mày. Mày lôi bọn tao tới chỗ này. Là mày mơ mất gì tiền? Đừng có đánh nhau nữa. Chết rồi. Có nên cứu họ không? Đây là lựa chọn của bọn họ. Đi. Mọi chuyện là như vậy đó. Cậu nói cậu nuốt một cái móng tay, sau đó một móng tay khắp người, chút nữa biến thành yêu tinh vỏ trai kia. Không phải là biến thành yêu tinh vỏ trai, mà là mắc phải bệnh truyền nhiễm hiếm có. Sau đó tôi đã đi khám nghiệm chỗ sân châu đó. Thực ra nó không phải ngọc trai, chỉ là một loại khoáng vật thôi. Hơn nữa bên trong có chứa một loại virus hiếm, con người không thể miễn dịch với nó, cho nên trên da sẽ mọc ra những vết chai như đá. Mấy năm nay ở nước ngoài cũng xuất hiện trường hợp như vậy. Sau khi chữa bệnh bằng rất nhiều steroid, con người sẽ phản ứng dị thường với steroid. Trên da bắt đầu mọc móng tay, trên lỗ chân lông thì bị nấm đen. Nè, dừng lại đi. Mấy câu chuyện sạch được trên Baidu như vậy, không cần đọc cho tôi nghe nữa đâu. Kể chuyện nghe cũng hay đó, nhưng mà tôi vẫn trừ lương cậu thôi. Đừng mà ông chủ,
tôi cứu tử nhất sinh, giải quyết cho Ngô Sơn Cơ một đống chuyện, còn bảo vệ cho anh một nhân viên ưu tú như tôi, lại còn giáng quả quan hệ căng thẳng với hai bên nữa. Anh không tăng lương cho tôi thì thôi, mà còn phạt tiền tôi sao? Vì cậu tán gái khi đi làm, không tự kiềm chế. Tôi trừ lương cậu coi như là phạt nhẹ cảnh cáo. Ông chủ, ông chủ. Mười giờ tối nay tới nhà tôi. Thank you.